Cả xóm tuyết luôn. Đi lễ tuyết bạn xin vào xe đi con. Ba mở cửa chưa? Ba chưa mở cửa. Ba mở cửa đó, vào xe đi. Cậu em get in bác sĩ. Get in. Biến mất. Đang đánh của Giang Gia Tôn cảnh mạnh mẽ đánh vào Khâu Trung. Hắn ta tức tối hết lên, Giang Thần ổn tọa muốn bị chết. Bên ngoài Vân Tụ Trấn, Giang Thần dịch chuyển tức thời chạy thoát khỏi Giang Gia Tôn cảnh. Thân thể chưa hoàn toàn hồi phục có chút khó chịu, Giang Thần thở vào. May mà chỉ cao hơn ta hai cảnh giới, còn không hiểu cấm thuật, nếu không. Có điều, hiện giờ ta đã cách xa cả vạn dặm, hắn nhất thời sẽ không đuổi kịp cũng không biết đây là đâu. Để tính kế, cứ tìm một nhà nghỉ dưỡng thương đã. Cứ thế trải qua 3 ngày, Giang Thần vừa dưỡng thương vừa tu luyện chẳng mấy đã hồi phục lại. Bất Tử Hoàng Thể thật sự không hổ danh thánh thể, mới 3 ngày ngắn ngủi, vết thương của hắn đã tốt lên nhiều rồi. Giang Thần đẩy cửa đi ra, mấy ngày nay trong thị trấn yên bình vô cùng, không có truy binh đuổi đến. Có điều, vẫn phải ra ngoài xem tình hình thế nào. Bên ngoài trấn nhộn nhịp vô cùng, tiếng giao hàng khắp nơi, Vân Tụ Trấn lễ hội đều. Một giao hàng khác giao, đáp đúng 10 câu đố là có được một đèn lồng, đi qua đừng bỏ lỡ nhé. Giang Thần đi trong trấn thầm nghĩ, xem ra chiến đấu của Lạc Thần Thành không hề ảnh hưởng đến nơi này. Nơi này náo nhiệt thật, ta trà trộn bên trong thăm dò có lẽ sẽ không bị phát hiện. Đi một hồi, Giang Thần bỗng đi qua một cô nương. Người này xinh đẹp nhưng cử chỉ không giống một cô nương nhà cho lắm. Cô ta đánh không lại, liền giả mạo đệ tử của Tứ Phương Thần Viện. Nghĩ ông đây bị như sao? Ta trả lại câu nói cho ngươi, bây giờ cút, vẫn còn kịp. Nếu không, hắn chĩa kiếm về phía Giang Thần gần giọng nói, kiếm trong tay ông đây phải nhuốm máu rồi. Giang Thần khẽ nói, xem ra bọn họ không nghe lời khuyên rồi. Nhận Trường Ca phía sau nói, đã vậy, tu sĩ bọn ta cũng không sợ chiến đấu. Giang Thần ngăn cậu ta lại nói, mình ta lên là được rồi. Nhận Trường Ca liền lui xuống đáp, quen rồi quen rồi. Thiếu hiệp mời. Tên kia tức tối, hai người muốn chơi đều ta sao? Hắn ta cầm kiếm thi triển ra thiên giai võ kỹ, vạn kiếm xuyên tâm, động tác xuất hiện giữa không trung nói, đã vậy, các ngươi không cần tranh nữa, thần tàng này thuộc về ta rồi. Ánh mắt Giang Thần lóe lên tia sắc khí, hắn bắt đầu thi triển ra tuyệt kỹ huyền hoàng kiếm quang hóa vũ, hàng ngàn mũi kiếm từ không trung rơi xuống, đệ tử của Tứ Phương Thần Viện lúc này không cách nào chống đỡ. Hắn ta dần dần bị những kiếm quang gì chặt trên mặt đất. Yes, yeah, oh yeah, stick the tongue out. Oh, okay, let's go. Stick it. NJ. 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 Đi vào đường này cắt. Đi this way. NJ, go this way. You still want hitting snowflake? Ôi trời ơi, coi này. Tuyệt vời, bắt đầu của em gì nè. Tuyệt vời nhiều quá. Tuyệt vời trên nhà thờ. Tuyệt vời. Đi vào con, đi vào. Get in, get in. Get in, get in. Get in, get in. In nhà thơ, nhà thơ, nhà thơ, nhà thơ, nhà thơ. Okay.